Thêm một mẫu xe dành cho các bé học sinh từ lớp 4, lớp 5 đổ lên và các mẹ bỉm sữa và các bà đi chợ nhá. Ngày hôm nay Mạnh Phát sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu Victory Smart, một trong những công ty xe điện ở Việt Nam mà chỉ đánh vào cái phân khúc này thôi. Rất là nhiều mẫu về phân khúc này và giá hợp lý và chất lượng ổn định nha mọi người nhá. Đây, đây chính là kiểu dáng của em nó. Cái kiểu dáng này là một trong những kiểu dáng cũng thiết kế rất là hay và hài hòa nhá. Đây, anh sẽ đi một cái vòng quanh xe để cho mọi người quan sát về cái tổng thể chiếc xe này nhá. Đây mọi người sẽ nhìn thấy này, cái mẫu này khác mẫu City. Đó là cái khung của nó được thiết kế nó nổi ra ngoài hơn, nhìn đường nét nó có vẻ là gân guốc hơn một chút nhá, hay ho một chút. Mỗi mẫu có một nét đẹp riêng. Mẫu này được người ta gọi là Victory Smart nhá. Về cơ bản na ná nhau, giá tiền bằng nhau, đều 8.100.000 một xe. Đấy. Đèn còi xi nhan đầy đủ, đèn bi cầu luôn. Đấy, rất là đẹp nhá. Có giỏ đằng trước cho đi để đi chợ này. Đấy, sàn để chân vô cùng rộng rãi này. Phần để chân sau cũng thiết kế chắc chắn này. Đấy, có cả chân chống phụ và chân chống chính nhá. Đây. Phanh trước phanh sau đều là phanh cơ này. Đây mình sẽ cho mọi người xem này. Đấy. Giảm sóc rất là êm này, giảm sóc trước này. Đấy. Giảm sóc sau này đều cực kỳ êm nhá. Nói chung là một mẫu xe được thiết kế rất là êm và mượt và khá là thấp nhá. Cái yên xe này được thiết kế là cố định nhá. Không nâng lên được nha mọi người nhá. Không nâng lên được. Đấy, không nâng lên được nhá. Đây. Cố định và phù hợp cho học sinh lớp 4 trở lên. Đấy, xe đi êm, mượt và không bị giật nhá. Thiết kế rất là phù hợp nhá. Đây mọi người quan sát này. Đấy, êm lắm. Êm và mượt, rất là chắc xe nhá. Đấy, cái khung nó màu trắng nên nhìn nó rất là trẻ trung. Đấy, rất là trẻ trung. Xe được thiết kế là 4 màu. Đây. Đây là màu đỏ này. Đây, quay cho mọi người xem màu đỏ này. Đấy, đây là màu xanh này. Đấy. Và xe có cả bàn đạp để đạp nha mọi người nha. Hết điện chúng ta hoàn toàn thể đạp luôn. Tốc độ tối đa của chiếc xe này đạt là từ 15 đến 30 cây. Đấy, số 1 là 15, số 2 là 25 và số 3 là 30 cây một giờ nhá. Đây, xe có 4 màu. Đấy, hỗ trợ đạp được khi chúng ta hết điện, gần hết điện chúng ta có thể đạp cùng nhá. Đạp này thì nó rất là tiện. Xe đi được khoảng độ 40-50 cây một lần sạc. Bảo hành là toàn bộ cả xe và bình ắc quy là 1 năm. Giá của em nó là 8.100.000 và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc nhé. Nếu như mọi người lấy thêm ghế trẻ em ở đây thì mọi người chỉ việc thêm là 400.000 nữa là 8.500.000 nhé. Xe được tặng kèm này, sạc này, mũ bảo hiểm này và có remote điều khiển từ xa nhé. Bật xe không cần chìa. Đấy. Đi rất là êm và mượt và đặc biệt là an toàn cho các bé, bởi vì là xe được thiết kế, các bạn nhìn này, cái yên được thiết kế rất là chắc nhá. Đây, rất là chắc. Và chiều cao từ mặt đất lên yên này nó khoảng 60 phân thôi. 60 phân. Chính vì vậy là các bé ngồi rất là tiện nhá, rất là tiện. Đấy. Hai cái mẫu này thì đều rất là hay. Đây cái mẫu City đây, anh sẽ quay mọi người xem. Đây mình tiện, đây mình có mẫu City đây. Đấy, mình sẽ dắt con này ra luôn. Đấy, để gần nhau để cho mọi người nhìn này. Đây. Hai cái đặt gần nhau. Đây. Đấy, mọi người nhìn mỗi mẫu nó hay một kiểu. Mỗi mẫu nó hay một kiểu mọi người nhé. Đây. Đấy, mỗi mẫu nó hay một kiểu. Yên thì ca bằng nhau. Đấy, mỗi mẫu hay một kiểu. Anh em thích mẫu nào hơn thôi. Giá rổ thì bằng nhau. Quãng đường di chuyển giống nhau. Trang bị bộ chìa khóa cũng giống nhau luôn. Đây. Nó có cả khóa bánh ấy. Đấy, anh chúng ta sẽ quay đằng sau để mọi người so sánh luôn. Đây có cả khóa bánh luôn này. Hai xe đều có cả nhá. Đấy, rất là an toàn để cho người sử dụng. Đấy, nói chung là động cơ giống nhau. Khác nhau một chút về kiểu dáng thôi. Anh em mua mẫu nào cũng rất là happy nhá. Đấy, mẫu nào cũng rất là happy. Đèn rất là sáng nhá. Cả hai mẫu đều rất là đẹp. Và đều là có giá là, và rất là nhiều màu đều có giá là 8.100.000 và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Nếu như anh em mà lấy thêm ghế trẻ em thì sẽ là thêm 400.000 nhá. Đấy. Anh em có nhu cầu thì mua xe alo số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 085 993 1111 nhé. Điều kiện để mua xe là mọi người sẽ đặt cọc trước 1 triệu, nhận xe thanh toán nốt nhé. Đặt cọc trước 1 triệu, nhận xe thanh toán nốt. Đây. Nói chung là có rất là nhiều màu. Anh em có nhu cầu nhấc máy và alo Mạnh Phát nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.